Máy thì đẹp một không tì vết các bác, hoặc là không một vết mũi đốt nó mới tinh. Bác nào mình thích con này thì liên hệ cho em nha. Con này em chỉ có một con duy nhất thôi. Em để giao lưu với các bác là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi bao gồm phí ship. Bác nào mình chuyển khoản đủ thì em bớt chút đỉnh cho các bác. Còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên là em ship hàng nha. Một con Senco Federation Automatic 5 kim. 5 kim. Rồi tới những dòng 6 kim nữa. 6 kim này mới đắt tiền hơn. Tâm chỉnh. Con này thì chống nước và tích tích cốt lên tới là 40 giờ nha. Các bác xài vô tư à, mình tối mình đi thả là mình ngủ sáng mai mình đeo là bình thường, hay là cả ngày sau luôn. Với 40 giờ thì tích cốt quá tuyệt vời rồi. Trong nước lên tới 100 mét. Đó là cơ lỗ tim nha bác, cơ lỗ tim nha, cơ lỗ đáy đó. 6 triệu rưỡi nha bác. Chuyển khoản đủ thì em bớt 200 63 đi. Khóa nó khóa dạng bấm nha các bác. Chứ không bao giờ thấy bấm như thế này mình dùng khóa này rất là tiện các bác. Sử dụng rất là dễ. Khóa này là xài sướng nhất nha. Như khóa này thì mình cũng có thể tháo ra luôn, vệ sinh và rất thoải mái luôn. Đây các bác, cái máy này, máy là máy bu vàng nha. Máy bu vàng. Mới kèn. Bu vàng của nó các bác nhìn bên mình mới tinh. Bác nào chốt con này thì alo cho em nha, em để các bác 6 triệu rưỡi nha. Em có một con về bác nào chốt liên hệ cho em. Senco Brazilian Automatic 5 kim. Đấy, cơ lỗ đáy. Máy bên em đều bảo hành zin cho các bác nha, hoạt động hoàn hảo hết, bảo dưỡng bảo trì là 3 năm. Bác nào chốt cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên nha. Dây zin Senco nha các bác. Cô khó này. Thôi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào chốt em này thì cứ alo cho em nha. Size 36. Và đây là con Rado Golden Hound mạch bắc quái. Hai con đều là 30 chân kính nha, 30 chân kính hết. Con Rado Golden Hound 30 chân kính này giá là 11 triệu. Và con Rado Day Master hai lịch lịch cười này là giá 12 triệu. Những con hàng sưu tầm nha các bác. Đây em lên sóng cho các bác, mời các bác xem sơ bộ qua đó. Đây là con Day Master. Golden House mạch bạc quái, nó đẹp, nhã nhựa, mé bu vàng, 11 triệu. Nếu chuyển khoản đủ thì em bớt 200, còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên. Cọc 1 triệu trở lên là em lên đường cho các bác sở hữu những con như thế này nha. Các bác nào thích con này á, mê con này rồi muốn sưu tầm đưa vào bộ sưu tập, và cũng như là để mình sử dụng em nó đi tiệc đi đồ mà đeo em nó lên là mình tự tin hẳn luôn. Đấy. Đẳng cấp ngoài đường và cả ta ra đường đi tiệc đi đồ. Mình đeo lên một con đồng hồ xịn đến từ thương hiệu Rado thì sấy thì nó vẫn tự tin rất là nhiều nha các bác. Và đây là con Rado 30 chân kính Golden House giá 11 triệu. Đây là những con hàng cực kỳ hiếm và là sưu tầm nha các bác. Tại vì nó đẹp hơn cái ngưỡng rất là cao. Giá 11 triệu nha. Rồi tiếp theo em sẽ mời các bác xem con Day Master hai lịch. Mà em gọi là con lịch cười đấy. Day Master lịch cười. Con này giá là 12 triệu nha. Kim cọc rất là lớn nha các bác. Quá đẹp rồi nha. Những con này em sưu tầm em về rất nhiều ra đô, nhưng mà có những con sưu tầm như hai con này không?
giá trị sưu tầm nó cao. Bác nào yêu thích con đây Master lịch cười này, hai lịch này thì alo cho em nhé. Giá là 12 triệu. Sau đây em sẽ mở cái đây ra này ra để các bác cùng xem cái đáy phía dưới và nó độ đẹp nó như thế nào. Mà em nói là hàng sưu tầm cao. Đấy. Em để hai con lên tùy các bác nào lựa chọn nha. Đây là thiết kế của hai mẫu Golden House và đây Master. Chốt liên hệ cho em Chiến liền qua hai số điện thoại phía trên. Sau đây em sẽ cho các bác xem phía dưới. Giá bên em đã bao gồm phí ship rồi nha các bác. Và bên em bảo hành máy là zin hết và cũng như là chạy hoàn hảo hết, là mới lên sóng và đã căn chỉnh và leo dầu kỹ lưỡng hết rồi. Và được bảo hành 3 năm bảo trì bảo dưỡng và miễn phí, như là các bác có xài 1 năm năm máy mà các bác cần leo dầu thì mình các bác cứ gửi về trực tiếp cho bên em sẽ leo dầu miễn phí cho các bác nha. Rồi đây là con Golden House. Đây, các bác thấy đế của nó này. Như thế này mà các bác. Đấy. Không phải tìm đâu cũng có đâu các bác ơi. Quá dễ có những con như thế này nha. Mỗi thứ em có mỗi con nha. Đấy, tiếp theo là con đây Master, thử cái đít nó như thế nào. Úi giời ơi, nó quá là mới nha các bác. Bác nào sở hữu được những em này thì về mình giữ kỹ nha, giữ kỹ. Khi các bác năng đời cứ liên hệ cho em thôi nha. Chúa trời. Cho nên em mời các bác cùng xem máy của hai em này luôn nha. Cho nó thỏa mãn cái đam mê nha các bác. Đây, lách cái điện thoại, cái đồng hồ, số điện thoại mất rồi. Đây, em mời các bác cùng xem máy của con Golden House này. Em máy bu vàng hết nha, 30 chân kính hết. Để các bác thấy cái cấu hình của em nó đang chạy các bác. Đó là dòng cơ nha các bác, các bác cơ dòng led hoặc đèn anten là nó sẽ tự động hoạt động nha. Đây các bác thấy chưa, mới chưa, đẹp chưa. Rồi tiếp theo đây là con đây Master lịch cười, hai lịch. Bu vàng hết nha các bác, 30 chân kính hết nha. Đẹp mê ly. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất hàng ngày hàng giờ.